Chào mừng toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đã đến với shop Hoa Lan Hoàng Nhung tại Hải Dương. Hôm nay phiên buổi trưa ngày 22 tháng 12 năm 2022. Kính chúc các bác có một buổi trưa vui vẻ và thật nhiều niềm vui. Và ngày hôm nay thì bên cơ sở nhà em sẽ tiếp tục vẫn chương trình là nhập hàng hoa Tết phục vụ Tết Nguyên đán 2023 và thanh lý dọn vườn nhé, để dần dần nghỉ Tết nhé. Và hai số điện thoại để đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Tân Lộc, Hải Dương. Và những đơn giá em báo là chưa có phí ship ạ. Các bác nhận hàng, thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên vận chuyển. Và sau đây thì em xin điểm qua lần lượt từng loại mặt hàng đến các bác. Rất là nhiều mẫu mã hồ điệp của nhà em để phục vụ nhu cầu bán Tết. Các bác có thời gian, kính mong mọi người ghé qua cửa hàng để lựa chọn trực tiếp những chậu hoa lan đẹp. Và đây là những cái dòng hàng mà nhà em mới về và những dòng hàng nhà em thanh lý ạ, rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì gia đình nhà em có bán thêm cả những chế phẩm phân bón, phân thuốc dành cho hoa lan. Và sau đây thì em xin lần lượt điểm qua từng loại mặt hàng. Trước tiên thì em xin đi qua một số những dòng cây phong thủy nhá. Cây phong thủy đợt này thì em nên lấy vườn hồ điệp, thì ở trên vườn họ có trồng thêm một số cây phong thủy xuất, và hàng này lấy tận vườn nên là tận gốc, giá rất là rẻ. Những cái chậu cây phong thủy này các bác sang đi xem khảo những cái cửa hàng như người ta bán cây cảnh ấy, thì họ có cho lên chậu sứ và bán thì giá từ 180 đến hơn 200 nghìn những cái chậu này. Đẹp lắm. Thì hôm nay thì nhà em có một số mẫu như sau. Đây là cây vạn lộc. Đấy, tất cả dòng cây này em sẽ bán với giá 75 nghìn thôi nhá. Cây này là cây để bàn này, bàn làm việc này, hoặc là để phòng khách, phòng... phòng làm việc ở công ty cũng rất ok, bởi vì đây là những cái cây phong thủy, cây để bàn phù hợp để trong nhà được. Và đồng giá em bán chỉ có 75k một chậu thôi. Hàng này trồng trong chậu nhựa nên là ship đi rất là an toàn và dễ dàng. Và các bác mua số lượng nhiều từ 10 chậu trở lên thì em sẽ để với giá mềm nhé. Hàng này em lấy tận gốc nên sẽ có giá đẹp cho các bác. Đây là cây vạn lộc. Vạn lộc có lá đỏ này và vạn lộc lá xanh như thế này. Đấy, vạn lộc loại này em bán 75k. Thứ hai đó chính là trầu bà đế vương nhá. Đây là cây trầu bà đế vương. Đấy, lá rất là đẹp, lá nó còn kiểu như là lá đột biến, như kiểu cây đột biến này. Đẹp chưa? Đây trầu bà đế vương này. Đấy, có những cây lá xanh nhiều này, đang lên đột biến này. Trầu bà đế vương cũng 75k. Và còn một cây nữa là cây phú quý này. Đấy, phú quý lá đỏ, thân đỏ cũng 75.000. Đẹp lắm, hàng này là hàng nói chung là chơi quanh năm đều được. Thứ hai em sang cho mọi người đó chính là dòng hạc đỉnh nhá. Hạc đỉnh này là hạc đỉnh nâu, củ rất là to, bẹ rất là to và bẹ nào cũng đang sưng nụ hoa này. Năm nay hạc đỉnh thì em lấy tầm này là vừa. Đó, chậu to, chậu nó tầm 5 củ giá hành ạ. Một chậu tầm 5 chậu củ giá hình hành. Hàng này thì thực tế là nhiều shop thì người ta sẽ bán lẻ, nghĩa là bán theo thân một. Nhưng cái này thì em sẽ bán theo chậu các bác nhá. Bán thân một là lẻ là 100.000 một cây như này, to đùng như này. Nhưng hạc đỉnh này em bán theo chậu. Chậu 5 củ này em bán chỉ có 290.000 thôi. Tuy nhiên thì hàng này trồng đất nên là các bác lưu ý là gửi đi là nó sẽ hơi tốn tiền cước. Hôm qua em có gửi một kiện hàng thì nó rơi tầm 80.000 tiền cước. Bởi vì sao? Chậu này nó nặng tầm 8-9 cân gì đó, 8-9-10 cân gì đó. Em cân nặng khối lượng tịnh của nó to, cao thì tiền cước nó sẽ cao, bởi vì nó bự mà. Đấy, em nhắc qua để mọi người khi các bác đặt hạc đỉnh các bác lưu ý giúp em nhé. Nhưng mà cây của nó dù các bác mua một chậu to này nó sẽ rơi hơn rất là nhiều so với các bác mua đơn lẻ. Tiếp theo là một số mẫu hộ mã hồ điệp mà hiện tại nhà em đang cung cấp. Và nhà em thì có ghép lên chậu nhé các bác nhé. Có ghép lên chậu để cho khách này. Đẹp lắm, nói chung hồ điệp phải lên chậu thì nó mới xinh được. Đấy, đây là những cái chậu hồ điệp ghép cho khách. Những cái mẫu hồ điệp nhà em hiện tại đang có như sau. Đây là màu xanh chớp này. Màu xanh chớp là màu đột biến, cánh viền chớp, hàng 2 ngồng hoa và gốc 3.5. Loại này giá là 170.000 đồng một chậu xanh chớp. Đấy, xanh chớp 2 ngồng. Màu thứ hai đó chính là màu trắng, tím viền trắng, tím viền trắng. Cái dòng này phân siêu nhiều nhánh nhá các bác nhá. Hàng này rất là nhiều nụ, nó chỉ nở vài bông ở trên thôi. Và phân rất là nhiều nhánh và nhiều nụ. Hoa của nó như những cánh bướm này, tím đậm luôn. Một chậu cốc 3.5 này là 170k. Vàng cách cách, hàng này là hàng một ngồng hoa và nụ cũng nhiều, mới nở ra hai bông. Màu vàng sụm, màu vàng đậm đấy. Với cả lưỡi màu đỏ này. Vàng cách cách này em bán là 130.000 đồng một chậu. Vàng cách cách. Tiếp đến trên đây đó chính là màu vàng chớp nhá. Ồ, vàng chớp cái cánh này nó bị gãy rồi. Đây, em sẽ cho mọi người xem cái bông vàng chớp. Đây, vàng chớp đây. Vàng chớp, hoa của nó màu vàng tươi với lưỡi màu đỏ này, cánh chớp đỏ này. Hàng này hai ngồng hoa và hàng cũng phân tay. Một cốc vàng chớp như vậy em bán là 170.000 đồng một chậu, hàng đột biến ạ. Tiếp theo đó chính là màu tím trắng.
đây là tím chớp trắng đấy, hàng này hai ngồng hoa tím trắng này, hàng này lên bình rất là xinh, hàng này lên bình cực kỳ là yêu luôn, màu tím trắng này, hoa của nó này cánh tua rua đẹp lắm, hai ngồng, loại này em bán 140.000, màu tím trắng. Bò sữa ngồng dài siêu nhiều nụ 180.000 đồng một chậu bò sữa. Hàng cốc 3.5, đây là hàng hoa đại, một ngồng hoa. Cam lửa nhé, à đây là cam sọc hay là màu cam đỏ ạ. Đấy, lưỡi màu đỏ này, hoa màu cam đỏ. Và hộ cây của nó là cây lá mít, lá đẹp, hai ngồng phân nhánh. Loại này là 170k. Hoa này thì hoa siêu dày nhá, hoa này cực kỳ là dày dặn. Và hoa rất là đẹp, 170.000 ạ. Hồ điệp tiểu mai, hàng này thì bán chạy nhất trong tất cả những dòng hàng hoa lan. Bởi vì sao ạ? Cây của nó là cây phân tay phân cành, đẹp và hoa của nó màu cũng rất là yêu luôn. Đấy, đây là màu tiểu mai này. Hoa như hoa đào, hoa mai á. Cốc 3.5, hai tay phân cành, loại này thì 170.000 đồng một chậu tiểu mai. Tiểu mai bán rất là chạy, cái này ghép 2-3 chậu tiểu mai thành một chậu lớn này. Đẹp lắm, xinh lung linh luôn. Đây là tiểu mai ạ. Cam này, trắng tuyết nhá, trắng tuyết hàng này là hàng 2 cốc 2.8. Em có hai loại trắng tuyết cốc 2.8, hàng này nở hoa nhiều rồi nên em sẽ thanh lý cho các bác. Giá cũ là 90.000 một cốc, hôm nay em sẽ bán cho mọi người là 50.000 một cốc nhá. Hàng này thanh lý nhá. Nên là hàng này em sẽ bán thanh lý, hoa sẽ chơi được hoặc là không chơi được, chơi được thời gian ngắn thôi. 50.000 hôm nay thanh lý xả luôn cái lô này, lỗ. Bán lỗ cái lô trắng tuyết. Còn đây là trắng tuyết hàng 2 ngồng cốc 3.5, hàng này thì phân siêu nhiều tay. Phân nhiều tay lắm mọi người ạ. Này, hàng trắng tuyết cốc 3.5, hàng to này là 170.000. Mới nở, chớm 1-2 nụ. Đây là trắng tuyết đây. Rất là nhiều tay. Trắng Anna 50.000 một cốc, hàng này cây lá mít, trắng Anna này nhá. Hàng này cũng nở hoa hết rồi. Nên là cây này cũng là cây thanh lý để làm giống trắng Anna này. Đây này các bác này, cái trắng Anna này nhà em ghép lên chậu này. Mình vẫn chơi được tầm tháng nữa nó mới tàn. 50.000 một chậu, cái hàng này cây lá mít rất là đẹp. Hồng Anna, đây cũng lên chậu đây, một cốc hai ngồng hoa hồng Anna 170.000. Đây là hồng Anna nhé, cốc 3.5 hai ngồng. Hoa rất là xinh. Một dòng bông đại nữa đó chính là màu trắng họng đỏ ạ. Cốc 3.5 cây to, 180.000 hàng vườn. Mẫu bông đại nữa thì em có đó chính là màu xanh chấm đỏ này. Màu này là 180k. Màu xanh chấm đỏ này hoa của nó ánh lên nhá, hoa ánh á, ánh như kim tuyến đấy mọi người nhìn rõ. Đấy. Còn đây là trắng V3 cũng bông đại này, hàng vườn này, cũng 180, cốc 3.5. Rất là nhiều nụ. Đây là trắng V3. Đây là xanh xanh chấm đỏ này. Và có một màu nữa, màu vàng chanh. Năm ngoái cái vàng chanh này bán siêu chạy. Bông to, đẹp, nhiều nụ, cây to. Cây to đùng luôn. 180.000. Bản đồ kho báu. Bông đại to, nhiều nụ, cây to, 180k. Đây là bản đồ kho báu. Đây là tiểu mai này, rất là nhiều tiểu mai. Đỏ ớt hàng siêu nhiều ngồng nhá mọi người nhá. Đỏ ớt 180.000. Băng băng phân 4 5 nhánh. Phân 4 nhánh. Băng băng loại to này phân 4 tay này. Em có loại hai loại nhá. Băng băng phân nhiều tay như thế này em bán là 230. Còn cái loại mà phân 1 đến 2 tay à, phân 2 tay thôi. Còn đây là băng băng mà phân có một tay như thế này, hai tay như thế này. Đấy thì em bán là 180. Đây ạ, băng băng ngàn hoa cây siêu to bự này. Đấy. Cái này là 180 nhá. Đây là băng băng, hồ điệp băng băng. Năm sau thì nó sẽ phân nhiều hơn. Và ngoài ra thì em có cả băng băng cái hàng nụ này, nụ nhỏ này. Đấy, đang phân tay này. Hàng này gửi vào miền Nam thì thoải mái, cũng phân rất là nhiều tay nhá. Phân 4 5 trẻ đều có. 230.000. À, hàng dọn vườn thì hiện tại em đang có cái dòng kim điệp mắt đỏ đột biến này. Giá cũ 220, hôm nay em dọn vườn nhé. Chậu này em gọi là mã A4 kim điệp mắt đỏ này, 140.000. Hoa của nó bông to lắm ạ. Mã A3 cũng 140k. Đây nó đang xuống lá này, chuẩn bị cho hoa. Hoa xuân. Mã A2 kim điệp mắt đỏ 140.000. Tiếp theo là mã A5 kim điệp mắt đỏ 130.000. Đây là nó đang xuống lá này. Tất cả những thân này thân tơ, nó xuống lá thôi. 220 giờ bán thanh lý ạ. Tiếp theo là đen rô úc mắt đen, hoa của nó là màu hồng cánh sen. Dòng này hoa của nó cực kỳ là siêng mà dễ chăm dễ trồng lắm ạ. Tất cả dòng này là hàng ươm ki lên nhá, thân to, nù khỏe. Đây những chậu siêu to này năm ngoái là bán 280 đấy. To đùng như này 280, giờ thanh lý cho các bác.
Hàng nhà em dọn vườn nhưng mà giá thì đẹp, nhưng mà hoa cây của nó rất ok, đẹp lắm. 190.000. Cây đấy đang lên sưng nụ nhá. Có cây nó còn lên cả ki, nên là các bác lưu ý nè. Đến thời điểm thắt ngọn như thế này, những cái nụ hoa này nó sẽ sưng nụ lên, thì các bác lưu ý tưới thật ít nước thôi. Và tưới chỉ tưới vào gốc nhá, không tưới vào thân lá nhá. U7 190.000, đen rũ mặt đen. U5 cũng 190.000 này. Bụi siêu to đùng luôn đấy ạ. 190.000 U5. Mã U2 dendro Úc mắt đen 150.000. U2 150.000. Đây nó cây nào cũng đang sưng nụ nhá các bác nhá, đang nụ hết rồi. Đều hơn 200.000 đấy ạ. U4 dendro Úc mắt đen 150.000. U4 dendro Úc mắt đen 150.000. Và U8 dendro Úc mắt đen. Cây này lên cả ki, cả nụ cả ki. 190.000, siêu to đùng. Ki thì các bác cắt ra ươm ki, còn nâu hàng nụ thì các bác chơi hoa. Mới về một lô hàng dendro xuân, hoa của nó màu vàng tươi rất là đẹp. Lô này là đáng ra là bán 180 đấy, nhưng mà em sẽ bán chiên khách hàng cuối năm. Một chậu như thế này 130.000 thôi. Hàng thuần sẵn rồi nhá các bác nhá. Hoa của nó màu vàng thành từng chùm 130k. Chậu nào cũng rất là đẹp, hàng mới về 130.000. Dendro đột biến chớp bịp em còn 2 chậu duy nhất. Mã B7 này 220.000, chậu này 4 thân. Tơ. Mã B21 220.000, chậu này có 2 thân lên hoa đầu ngọn này, thân này thân tơ mầm lên rất là dài. Đấy còn 2 chậu, bác nào lấy cả 2 chậu này em bán 440, em bao ship cho các bác. Chớp bịp đột biến ạ. Hoàng nhạn 4N, cây mẹ bồng cây con. Nếu mà bình thường những cái chậu này, như là nếu mà vào mùa nhạn của nó phải rơi tầm hơn 200. Đấy, hàng này em về lô cuối năm nên giá rẻ hơn, chỉ có 180.000 một chậu thôi. Bác nào mua 2 chậu em tính là 350 em miễn phí ship nhá. 2 chậu là 360 em tính 350 mà em còn miễn phí ship ạ. Em có hai cái bảng giá hàng Pháp đang xuống lá để chuẩn bị sưng nụ hoa. Giá cũ em bán 180, hôm nay em sale cho mọi người 150 một bảng thôi. Giá hàng Pháp nhiều thân 150.000. Thanh lý dọn vườn. Đai châu hồng gấm hoa cực kỳ là thơm. Dòng này hoa của nó lưỡi của nó màu tím đậm này. Đấy. Và loại này hoa nở quanh năm ạ. Cây của nó to nhiều cặp lá. Cây này em đang sale cho mọi người là 260.000. Cây chậu thứ hai, chậu này là cây mẹ bồng cây con, tức là hai cây đôi luôn đấy ạ. To đùng, và cây này thì sắp tới sẽ sưng nụ hoa. Chậu thứ hai này em bán là 310.000 đồng. Có hai chậu hồng gấm, hoa siêu thơm. Còn đây là hồng cánh sen ạ. Bác nào chơi hồng cánh sen, đây cho hồng cánh sen mua nhà em thì đã nở hoa chưa? Đấy, chuẩn hoa cho mọi người luôn nhá. Bác nào mà sợ là không phải hồng cánh sen này. Đấy, có mấy cái cây hồng cánh sen lên chậu. Cái hàng này, chậu này thì chắc chỉ bán ở cửa hàng thôi. Chậu to lắm, cây hồng cánh sen đẹp thế. Em còn duy nhất một bảng bẹp châu Như này, giá 50.000. Đấy, 50.000 một bảng. Bảng này bán 180 thì bán 50k. Thanh lý, đang thắt lá, thắt ngọn xuống lá để chuẩn bị hoa. Ngoài ra thì em có một ít cái dendro thanh lý ạ. Dendro thanh lý này, cây của nó thì nó xấu, nó xuống lá, và thứ hai là đây, những cây này nó xuống lá gốc này. Xuống lá này. Những cái cây nó đây kiểu kiểu như thế này nhá. Nó cũng nhiều loại đấy, 100.000 ba giò, đang bán lẻ 70.000 một giò. Thanh lý, hoặc những cây mà đi vận chuyển thân thì khỏe, nhưng mà lá nó hơi táp lá tí. Ví dụ rất những cái lá này đi thì nó đẹp cây, thì cũng bán 100.000 ba giò. Đấy, những cái cây này, những cây vàng tia này, nát lá này, thân thì ok. Đây là bán 100.000 ba giò nhé. Đây dendro vàng mắt đen vừa về một lô hàng mới đây. Lô này chắc là lô kết thúc cuối năm đây. Lô này rất là đẹp, phải thân thì thân thủ siêu to đùng luôn. Đang sưng nụ, lô này em sẽ lên video cho các bác sau nhé. Thiên Nga em có 3 màu, Thiên Nga vàng, Thiên Nga đỏ, Thiên Nga xanh và Thiên Nga nâu. Nhiều cây đang lên mầm này, 50.000 một củ ạ. Hài mốc hồng nhá, những bông hài mốc hồng siêu đẹp. Hàng này là hàng hoa, em bán là 85.000 một chậu. Hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác 50.000 một chậu. Bác nào lấy 5 chậu em sẽ bao phí ship nhá. Lấy 5 chậu hài em sẽ bao phí ship. Bình thường 85.000 một chậu không có bao phí ship đâu. Hài này nhiều cây còn đang bắt đầu lên mèo nhỏ nhỏ nữa này. Nó hoa liên tục mà các bác. Hài mốc hồng 50k. Chớp Mỹ ạ, chớp Mỹ hiện tại cây đang sưng nụ hoa nhá. Đang sưng nụ hoa. Chớp Mỹ chậu bình thường nó sẽ hai thân, một thân dài, một thân ngắn. Em bán là 70.000 đồng một chậu chớp Mỹ. Đây. Nhiều cây đang nụ hoa rất là to. Đấy, chớp Mỹ đây. Cái này cứ ăn nắng nhiều là lên rất là nhanh. Ở Quốc Sát Thiên Hương. Em còn ít hàng thanh lý. Hàng này em thanh lý thì các bác làm giống thôi, rễ cũng đang bật lên khỏe này. Cút sắc Thiên Hương này em bán là 70.000 đồng một chậu thôi ạ. Cút sắc này hàng em nhập hàng bán hoa 20 tháng 11 đấy ạ. Bán lẻ hàng hoa là 280.000 đấy. Bây giờ bán 70.000 một chậu thôi. Dọn vườn.
Kiều Lộc Bắc, cái hàng chậu sum xuê nhiều thân này. Hàng này em bán là 130.000 nhá. Bình thường bán 150, hôm nay bán 130 này. Còn 1-2 chậu địa lan vương miện rồng xanh, giá cũ hàng hoa là 280, hôm nay sale 150. Còn 1-2 chậu chuỗi ngọc này, chậu siêu nhiều thân luôn, 170.000. Chuỗi ngọc bây giờ nó đang sưng nụ hoa nhá, đang chuẩn bị sưng nụ ấy ạ. 170.000 một chậu chuỗi ngọc nhiều thân, hàng thuần rồi. Đen rô xuân, bụi nhiều thân, sum xuê như thế này, 170.000 thôi. Hôm nay bán cho mọi người 170.000. 3 chậu đen rô xuân em sẽ miễn phí ship. Đen rô xuân này nó nhiều màu lắm ạ, rất là đẹp. Trầm rồng đỏ ạ, sum xuê thân luôn. Chậu này 5 thân này, em bán 200.000 một chậu 5 thân trầm rồng đỏ. Đen rô xuân, Kiều Lộc Bắc hàng chậu to. Kiều Lộc Bắc chậu to này, năm nay cái Kiều Lộc Bắc này đang đẩy nụ rất là nhanh. 260.000 một chậu to nhá, toàn thân tơ thôi, 260k. Chậu Kiều Lộc Bắc này, Kiều Vuông Lộc Bắc. Vanda đỏ ạ, bình thường em bán 130, hôm nay em sẽ sale cho mọi người là 120.000. Mua 2 chậu Vanda em tính hàng 101. Cây siêu to đùng. Đấy, dọn vườn cái nỗ này còn tầm chục cây Vanda thôi, bán nốt này. Mọi người ủng hộ em Nhung cuối năm nhá, em sẽ sale cho mọi người nhiều mặt hàng đấy ạ. Còn đây là những cái chậu Hoàng Lạp này, 130.000 một chậu Hoàng Lạp thôi, thuần sẵn rồi, lên chậu rồi. Đầu xuân là sưng nụ và chơi hoa ạ. Còn đây là Hoàng Lan Uyên Ương, hôm trước bán một cái rễ to bự như thế này là 250, hôm nay sale cho mọi người 190.000 nhá. 190.000, 250 giảm giá còn 190. Đang lên rất là đẹp. Hàng này thân lá như cù lao minh luôn. Hoa của nó cũng xinh, nó sai hoa. Đấy là Hoàng Lan Uyên Ương, Kiều Lộc Bắc này. Đây em có mấy giỏ Hoàng Phi Hạc này. Đây mọi người này, Hoàng Phi Hạc. Hàng thuần sẵn rồi nhá. To lắm, cao bự tráng luôn. 180.000 thôi. Dễ lên khỏe. Hoàng Phi Hạc này thuần, các bác mua hàng cân đã 150 một cân rồi. Còn bây giờ hàng thuần này 180 một chậu. Mình lấy chậu hàng chậu hơn đúng không ạ? Đẹp hơn. Đây còn một ít cái dáng hương Samurai, hoa thơm, hoa trắng tinh, thơm lắm. Loại này em bán 150 nhá. Giá cũ mộ 201, giờ bán 150. Samurai. Em còn vài bụi thôi, dọn vườn còn vài bụi. Samurai hoa thơm. Đây có mấy chậu trầm cổ ạ. Trầm cổ chậu nhiều thân. Đây cái trầm cổ này, 150.000 một chậu, siêu nhiều thân luôn trầm cổ. Đây châu khủng nhiều nụ này, 370.000. Giá hôm nay em sale cho mọi người 370.000 đồng một chậu. Châu khủng to, hàng chậu gỗ. Tiếp theo là vũ nữ nhà em, hiện tại đang có 4 loại vũ nữ rất là hot. Đó chính là vũ nữ, ngọc nữ, hoa thơm. Loại này thì có 2 loại. Loại 4, 5 ngồng thì em bán với giá là 170k. Còn loại 3 ngồng và 2 ngồng thì em bán 150.000. Cái này là nhập có 2 mức giá ở nhà vườn. Đấy, cả ngồng dài, ngồng ngắn nhá. Ngọc nữ này hoa thơm mà để bàn rất là xinh. Thứ hai đó chính là sô-cô-la hoa thơm. Sô-cô-la thì bụi rất là to, nhiều thân. Chậu này chậu to, nhiều thân. Một chậu tầm 1 ngồng hoa trở lên. Này, nụ hoa này, hàng này còn hàng phân tay á. Có khách nhà em năm ngoái mua còn bảo là hoa của nó dài 1 mét đấy ạ. Ai đã chơi sô-cô-la thì các bác biết rồi. Sô-cô-la hoa thơm này 200.000. Tiếp theo là vũ nữ anh đào, hàng 1 ngồng hoa, đẹp, 150.000, hoa màu vàng. Và còn một loại nữa là tiểu thần tiên. Tiểu thần tiên em để trong cửa hàng 170.000 một chậu tiểu thần tiên nhé. Tiểu thần tiên 170. Tiểu thần tiên em để trong cửa hàng cơ. Tiếp theo là những chậu 5 cánh trắng họng hồng ạ. 180.000 một chậu, 4, 5, 6 thân. Đang có nụ hoa họng hồng. Kiếm thanh lý 10.000 một cốc này. Kiếm giống này, hàng này nhiều mã nhá. Giá 40.000 giờ thanh lý 10.000 này. Kiếm đỏ hôm nay thanh lý cho các bác 100.000 đi. Hôm qua em bán 130, hôm nay thanh lý 100.000, bụi siêu to này, hết bán cho nó hết đi. Bán cho nó tổng kết năm đi, cho nó hết hàng các bác nhá, năm sau nhập hàng mới. Còn đây là một chậu vị hoàng to đùng này, 70.000. Chậu vị hoàng này 230 giờ bán 70.000, bán nốt. 70k. Đây đen rô nắng mới về rất là nhiều loại nhá mọi người nhá, đen rô nắng.
Đây nó nắng nhà em đang có chương trình là mua 10 chậu miễn phí ship và được tặng thêm một chậu. Và các bác có thể mua từ 1, 2, 3 chậu bên em vẫn ship hàng nhá. Em giới thiệu qua một số dòng như là Zaza mini này 60.000 một cốc. Tiếp theo là vua mèo cây nó không được to nhưng dòng này hoa của nó siêu đẹp. Lá vua mèo nó hay bị gãy như thế này nhá, các bác lưu ý cho em nhé. Bản chất cây nó thế. 70.000 một chậu vua mèo. Tím Huế đợt này thì cây rất là cao to mà hiện tại thì nhiều cây còn đang sưng nụ cơ. Tím Huế cao lắm. 70.000 một chậu tím Huế. Tím Huế mộng mơ. Tiếp theo là đồng tiền tím. Đồng tiền tím hay là đồng tiền hồng này. 70.000. Thông chai gôn nó chính là hoa của nó vàng với cả lưỡi của nó đẹp, lưỡi đỏ. Hoa thơm, thông chai gôn to này, 70.000. Tiếp theo đó chính là cây sổ chớp đây, vàng lưng đỏ sửa sổ chớp đây. 70.000 đồng một chậu, cái này là hàng sổ nhé. Cũng có bụi nhiều thân, 70.000. Pen soda xưa, hoa thơm, 80.000. Dòng pen này là giống nó đắt hơn một tí, nhưng hoa nó thơm, nổi tiếng ạ. Đỏ mang cụt là 70.000. Năm cánh trắng quốc dân hoa thơm, bụi to nhiều thân, 70.000. Tím 294 cũng 70.000 một chậu. Hồng sọc cũng 70.000 một chậu, hồng sọc. Deno vàng chanh bụi siêu to đùng, 70.000. Đấy tùy từng loại nhé, nó sẽ có độ to nhỏ khác nhau. Hoa hồng blue cũng 70.000 này, đẹp lắm. Hoa hồng blue, vàng mai cũng 70.000, vàng mai đẹp. Mua 10 chậu miễn ship được tặng một chậu nhá. Bà liễu xưa đợt này cây to chưa mọi người ơi? Bà liễu xưa đợt này cây rất là to đẹp, 80.000 một chậu. Người đẹp châu Phi. Người đẹp châu Phi đợt này cây to cao. To cao như thế này 70.000. Tiếp đến đó chính là cây trắng 5N, hoa của nó màu trắng tinh mà cây tơ, 70.000 đồng một chậu trắng 5N. Các bác có thể mua 10 loại, loại 10 chậu cũng được. Đây năm cánh trắng quốc dân đây. Robert hoa thơm, hoa trắng lưỡi tím, 70.000. Hàng này em bán hoa nở quanh năm ạ. Vàng tia này, cây to chưa, 70.000. Đây là cây vàng lưỡi đỏ. Vàng lưỡi đỏ đợt này to mập cao hơn lô hôm trước, cũng 70.000. Đẹp lắm, siêu mê ly luôn. Nói chung là Denzo đợt này về cuối năm quá đẹp luôn. Mua 10 chậu miễn ship nhé. Đây hồng gấm hôm nay. Hồng gấm này 270.000 đồng một giò thôi. À 260. Cát nhà em có những loại cát như sau. Và cát sẽ miễn ship từ 3 chậu bất kỳ trở lên nhé. Cát em có là cát trắng kim cương bụi to này, 200.000 này. 200.000 một bụi cát trắng kim cương, hoa thơm, bụi to. Phía bên đây em có cái cát thiên mẫu. Thiên mẫu to, 250. Thiên mẫu là hoa trắng họng tím to đùng nhá, 250.000 một chậu to. Còn cái loại thiên mẫu nhỏ này là 150 này, 150.000 cái thiên mẫu nhỏ này. Phía bên đây là có cát màu cam lửa, hoa của nó thành từng chùm, đang có mèo nụ này. Cam lửa này em bán là 130.000, 3 chậu miễn ship. Cát mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship nhé. Đây là cam lửa. Tiếp theo là cát tím. Đây là cát ba cánh tím này, 130.000. Cát vàng môi son hay là cát tú cầu vàng này. Dòng này thì hoa siêu đẹp. Hoa của nó như quả tú cầu ấy ạ. 150.000 một bụi, to đùng luôn. 150 một bụi tú cầu vàng. Cát bảy sắc cầu vồng, đợt này bụi rất là to mà nó nhiều thân, giá chỉ có 180 thôi. Đầu năm bán chậu 200.000 mà nó lơ thơ có nửa số lượng thân ở đây ạ. 180, đây cát bảy sắc cầu vồng nhá. Cát cam đổi màu, đầu tiên là màu cam dần dần chuyển sang màu đỏ, 150.000, à 140.000. Cát màu đỏ huyết long này, đây là cát đỏ huyết long. Đây em có một chậu đỏ huyết long này em bán là 150.000. Cát đỏ huyết long chắc còn vài chậu, 150. Hoa của nó màu đỏ đậm với lưỡi của nó là màu, đây, thân đỏ này, đây đỏ huyết long nhá, thân đỏ luôn, 150, à 150 đúng rồi. Một cây brass hoa trắng nữ hoàng bóng đêm 50.000. Đai châu Thái nhiều màu 150.000, đang có nụ. Có một cây này là cây đai châu cam lửa này, giá cũ em bán 200, giờ em bán cho mọi người 150 này. Một chậu hai cây.
Bạn nào thích bà liễu xưa loại chậu to thì có thể liên hệ em nhé. Loại to bà liễu xưa. Đây trâu này. Đây là cây câu cây màu hồng cánh màu hồng sắc pháo. Đậm lắm. Trâu nụ có 150 thôi. Nụ lên rất là đẹp. Đẹp lắm mọi người ơi. Nói chung là nhà em rất là nhiều mặt hàng và từ cuối năm thì sẽ nhiều có phiên hàng thanh lý nhá các anh nhá. Do em bận quá, đợt này em bận con cái nên thành ra là hàng nó cũng hơi nhiều. Em sẽ thanh lý dần dần từ giờ đến cuối năm và sẽ để dọn qua cái khu vườn này để năm sau nhập lô hàng mới. Đây, hoa tử đằng nhà em này. Đó, các bác nhìn hoa tử đằng đẹp chưa? Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Hẹn các bác video buổi chiều nay em sẽ lên cho mọi người cái Dendro vàng mắt đen này một này, hàng mới về này, một lô kiểu lục bắc nữa. Dendro vàng mắt đen đợt này thân siêu to mập mà thân đẹp lắm. Lô này đẹp mà rẻ luôn. Đang sừng nụ hoa. Và xin chào tất cả các bác nhé.